Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn bốn cái chủng loại động cơ. Bốn loại thôi nhé, nhưng công suất thì lại có rất là nhiều loại khác nhau các bạn nhé. Đây là bốn loại đặc trưng thôi, còn công suất thì nó lại dao động rất là nhiều loại. Thì đầu tiên thì mình cứ giới thiệu từ bé đến lớn trước. Thì cái loại đặc biệt hôm nay là cái loại là 24V 500W. Đây là thông số của nó này. 24V 500W, tốc độ vòng quay là 500 vòng trên phút. Sử dụng nhông xích 420. Có thể thay nhông lớn hơn chạy cho xe máy được. Đấy. Loại này thì nó có nhiều loại công suất khác nhau. 24V 500W, 48V 500W và 48V 350W nhé. Là cùng một loại kích thước như thế này. Đấy. Như con này này. Trọng lượng là 4,8 kg này. Đấy. Thì các bạn lưu ý nhé, bên em sẽ có ba cái dòng kích thước cùng kích thước như thế này. Đấy. Là 48V, 350W và 500W. Và 24V 500W. Loại to hơn con này một chút thì là dòng động cơ này. Con này là 48V 850W nhé. Con này 850W, sử dụng nhôm xích xe máy này. Đấy. Tất cả dòng này là động cơ không chổi than, có giảm tốc. Con này là tua là 480 vòng trên phút. Đấy. Con này thì có cân nặng khoảng 6,8 kg. Đấy. Tất cả những cái dòng này là đều là của hãng Uli Motor nhé. Thằng này thì Uli Motor thì nó sẽ có cái biểu tượng là quả núi này. Đấy. Trên này nó cũng sẽ trên thân động cơ nó cũng sẽ dập cái biểu tượng hình quả núi này. Đấy là đặc trưng của hãng Uli Motor. Tiếp theo thì giới thiệu đến cái dòng động cơ trắng to này. Động cơ trắng to này thì nó có loại 48V, 1000W, 1500W và 60V thì nó sẽ có loại 1000W, 1500W và 2200W. Con này là 2200W này. 72V nó cũng có 2200W. Đấy thì bên mình nó có bằng lấy loại. Tí nữa mình sẽ để một cái hình các công suất ở đấy để cho các bạn xem ở cuối video nhé. Các bạn lưu ý đến cuối video em sẽ để các cái công suất thông số của từng loại cho các bạn xem. Đấy. Con này có trọng lượng là khoảng 14 kg này. Còn vòng tua của nó là 595 vòng trên phút. Tiếp theo thì giới thiệu đến cái loại nữa khủng hơn là loại 3000W. Loại này là có hai dòng, thì dòng 72 và dòng 60. 3000W, con này thì có tua là 700 vòng trên phút. Đấy, con này thì vỏ của nó đúc bằng vỏ gang, nhìn nó hầm hố hơn. Đấy, động cơ to hơn. Cân nặng là nhiều hơn, con này khoảng 19 kg. Đấy. Thì con này sẽ có hai loại 70V, 2V và 60V 3000W nhé. Đấy. Còn cái dòng vỏ trắng này là của hãng Uli Motor. Đây là cái in rõ Uli Motor đây này. Đấy. Thì dòng này nó có nhiều công suất khác nhau. Thì nó có nhiều công suất và điện áp khác nhau. 48, 60 và 72. Đấy. Còn dòng 3000W thì loại khác, to hơn, nặng hơn rất là nhiều. Thì tổng thể là sẽ có bằng lại loại để cho các bạn đóng xe nghiên cứu và tham khảo thêm. Để lựa chọn tải trọng ấy, thì quý khách hàng lưu ý đối với những cái tải trọng dưới 200 kg thì có thể mua cái loại 350W hoặc 500W. Đấy. Đối với cái dòng tải trọng 3 đến 500 kg thì các bạn nên mua cái loại 500W đến 850W. Và cái loại từ 700 kg đến 1 tấn thì các bạn phải mua cái loại
từ 850W đến 1.000W, 1.500W. Còn loại 1 tấn thì các bạn phải mua các loại 1.500 đến 2.200W. Còn cái loại hơn 1 tấn thì các bạn phải mua cái dòng 3.000W. Đấy. Tất nhiên là những cái thông số về tải trọng này chỉ là tham khảo thôi, nó còn phụ thuộc vào cái kết cấu xe của các khách hàng và cái tỷ số truyền nữa. Thì các bạn xin lưu ý cho mình về cái vấn đề đó nữa. Nó chưa phải là tất cả các thông số để đánh giá hết được. Thì các bạn liên hệ trực tiếp 0983 818 955. Bên em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Các bạn lưu ý xem cuối video về các cái chủng loại động cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của video xe điện, motor điện. Em là Nam ở Thái Bình.